NPC hay viết tắt của Non-Playable Characters chưa bao giờ là điểm thu hút sự chú ý của game thủ trừ khi chúng giao nhiệm vụ cho nhân vật của bạn. Tuy nhiên, ngay cả với những NPC nắm giữ vai trò quan trọng như giao nhiệm vụ chuyển nghề, chúng ta vẫn thường cảm thấy sự hiện diện của họ đôi khi đem lại sự phiền nhiễu nhiều hơn là có ích. Một ông nông dân ngáo ngơ đi chọc tức lũ sói khiến chúng ta phải đi thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Một gã pháp sư gàn dở trong cơn say đã bỏ quên sách thần chú của mình dưới mỏ đá và buộc chúng ta phải truy tìm và trả lại đồ thất lạc cho hắn ta. Hay thậm chí, trong một tựa game do đảo quốc sản xuất, chúng ta phải đi tìm thuốc cường dương cho một gã biến thái để giúp hắn chấn hưng lại cái sự nghiệp dâm tà của bản thân mình. Dù đôi chút phiền toái là thế, nhưng không ai có thể phủ nhận vai trò của NPC là giúp tô điểm thêm cho thế giới quan của một vài thể loại trò chơi điện tử nhất định. Bạn sẽ làm gì trong một tựa game nhập vai hành động khi không có một NPC nào xuất hiện để giao nhiệm vụ? Tuy nhiên, do vai trò đặc thù của bản thân mà rất nhiều lần các nhân vật được lập trình này lại hành động theo những logic hết sức quái dị, như bỏ những chiếc rương chứa đầy kho báu ở những nơi mà chỉ có thằng mù mới không nhìn thấy được, hay vui vẻ đứng nhìn những người xa lạ tự do ra vào nhà của mình để đập phá đồ đạc, lấy đi hết của cải mà không thèm nhíu một sợi chân mày là ví dụ cụ thể nhất. Vậy rốt cuộc, những điều ngơ ngẩn, ngay cả những thứ khoa học kỹ thuật xuyên thời gian cũng không thể giải thích mà NPC thường làm là gì? Thích đặt kho báu ở nơi mà ai cũng có thể lấy được. Nếu thế giới thực có ATM thì thế giới game có rương châu báu, đặc biệt là game nhập vai nha. Thậm chí chúng còn tiện lợi hơn cả ATM khi bạn chỉ việc mở ra và lấy thứ mình muốn, hoặc lấy sạch luôn cũng được. Theo như logic của game thủ thì bạn chỉ việc đi khắp mọi nơi, nhòm ngó trong những góc khuất và lút sạch những chiếc rương trong tầm mắt. Ai đó siêng hơn thì lên game FAQ hay Google để tìm kiếm nốt những chiếc rương còn lại giấu tại góc khuất nào đó. Còn với logic của một người bình thường, có khi nào bạn tự hỏi, what the fuck, thằng ngu nào lại bỏ cả đống tiền trong rương rồi vứt lung tung beng lên khắp mọi nơi hay không? Những chiếc rương có mặt ở khắp mọi nơi, đại khái như những con hẻm, phía sau vườn và ban công của mọi ngôi nhà trên thế giới. Nơi mà bất kỳ nhân vật chính nào cũng có thể tìm ra và sau đó vét sạch chúng, thậm chí là ở tận cùng của thế giới. Thường được quảng cáo là nơi đi dễ khó về hay hang ổ của những con trùm. Vẫn có gã NPC bệnh hoạn nào đó cất công mò đến chỉ để đặt một chiếc rương với mục tiêu duy nhất là chờ người ta đến mở. Sẽ hợp lý hơn nhiều nếu đó là những giáo đường cũ kỹ hay những hầm ngục bị bỏ hoang, nơi đã lâu lắm rồi, không có ai đặt chân đến. Nhưng ở một địa điểm có tới 5.000 lượt cư dân qua lại mỗi ngày, vẫn có một chiếc rương chờ bạn đến mở thì thiệt là hết biết. Quăng những trang nhật ký khắp nơi cho thiên hạ đọc. Các NPC hình như rất thoáng trong vấn đề bảo mật thông tin cá nhân thì phải. Bằng chứng là chúng ta có thể tìm, thu nhập và đọc để giải trí rất nhiều trang nhật ký trong suốt chặng đường phiêu lưu. Thậm chí trò chơi còn khuyến khích người ta làm việc đó bởi một số nhiệm vụ lẫn cốt truyện chính sẽ yêu cầu game thủ phải tìm hiểu thông tin còn ẩn giấu thông qua những trang nhật ký vất lung tung. Lúc này sự kỳ quặc sẽ lên ngôi khi địa điểm thu nhập được những trang nhật ký cũng quái đảng không kém gì cách chúng được thu thập cả. Đôi khi là một chậu hoa. Thằng điên nào viết nhật ký rồi nhét vô chậu hoa ta. Hay nằm gọn trong bàn tay nắm chặt của một cái xác chết bị thiêu cháy đen thui. Hay ghê luôn, giấy chịu lửa còn tốt hơn cả cơ thể mặc dù mặc áo giáp sắt. What the hell? Nếu chỉ vậy thì cũng thôi, chí ít những NPC viết nên các thông tin đó đã lìa đời và muốn kẻ khác đọc được di ngôn của họ. Đằng này có khi kẻ viết ra cuốn nhật ký ấy còn sống khỏe ru, và có khi gã NPC này còn chẳng biết bạn đã sưu tập đầy đủ 50 chương trong cuốn nhật ký về hành trình trụy lạc của hắn. Bạn có biết nơi nào chuyên cho người ta viết nhật ký rồi tung hê để bàn dân thiên hạ đa hồ đọc rồi bình phẩm hay không? Nghe có vẻ giống chức năng của Facebook ha. Sở hữu não bộ cùng khả năng ghi nhớ khét tiếng tội con mẹ nó tàn. Chứng kiến những tội ác kinh khủng kiểu như ai đó bị giết một cách dã man đôi khi sẽ để lại những vết thương không bao giờ có thể phai nhạt trong tâm hồn. Hay ít nhất là người ta cũng sẽ không quên được những chuyện đã chứng kiến sau một cái tích tắc. Đó là cái thường thức phổ thông thôi, nhưng mà các NPC lại được các nhà sản xuất cấu tạo cho một bộ não hoàn toàn khác biệt so với giống loài mà chúng ta từng ghi nhận chính thức. Chính vì lẽ đó, họ sẽ quên rất nhanh những chuyện đã vừa xảy ra, hay tệ hơn, họ còn không còn nhận ra cái chuyện gì đã từng xảy ra mặc dù chỉ đứng cách đó vài thước. Từng có lời đồn thổi nhân danh khoa học rằng trí nhớ của lũ cá vàng chỉ tồn tại trong vòng 3 giây, và mỗi vòng nó bơi quanh bể giống như là một lần đầu tiên mà nó nhìn thấy thế giới vậy. Đó là tin tức bịp bợm 100%.
bởi các nhà khoa học thông qua nghiên cứu của mình đã chứng minh rằng trí nhớ của cá vàng thậm chí có thể tồn tại đến vài tháng. Vậy là các chú cá vàng còn nhớ dai hơn các NPC trong game Assassin's Creed rồi. Bởi dù cho bạn có tấn công trạm gác, cho nổ tung thùng thuốc súng, đốt cháy quéo kho lương thực hay tấn công giả mang cái tên chỉ huy, thì khi bị đuổi bắt chỉ cần bạn cắt đuôi bọn lính rồi ẩn nấp đâu đó cỡ 2 phút và bạn sẽ bắt đầu trở lại, tiếp tục là một công dân gương mẫu của xứ ăn lê rồi. Không quan tâm dù có bất kỳ kẻ nào xông vào nhà. Rõ ràng, phá cửa và xâm nhập vào nhà riêng bất hợp pháp không phải là trọng tội trong thế giới game. Đôi khi chúng còn được khuyến khích để tìm kiếm những vật phẩm hiếm bị giấu. Vậy chúng ta có thể nói thế nào về vấn đề này? Luật pháp đã suy đồi đến mức không thể cứu vãn nổi thiên hạ thì có thể tự do khám phá nhà của người ta hay các NPC. Quả nhiên là những thiên thần có lòng dạ rộng rãi khi tỏ ra không có quan tâm bạn dù bạn lật tung cái nhà của họ lên chỉ để bới móc ra vài cái đồng xu lẻ. Một tôi cũng không có lời giải thích nào cho việc đó, nhưng nếu mà ngày xưa có Valkyrie Profile với bé Lennet chuyên sục sạo trong nhà người ta để đập hết bình này đến hũ nọ, và trong những ngày gần đây hơn thì có hai thương hiệu Pokemon và The Legend of Zelda cũng khuyến khích người chơi dọn nhà giúp luôn NPC. Có lẽ kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp ở đây là được hợp pháp hóa bởi khi bạn lục lọi tung tóe cả một thị trấn mà người ta vẫn phải cảm ơn bạn vì đã cứu thế giới. Tin tưởng và đòi hỏi người lạ phải giúp những chuyện quan trọng. Tin tưởng người lạ không phải là việc dễ dàng nhất trong thời buổi thạch xanh thì ít mà lý thông lại nhiều như hiện nay. Tuy nhiên, logic phổ thông đó lại không được áp dụng đối với các NPC trong game, bởi họ thường mở lòng một cách kỳ lạ với những người mà cả đời chưa từng trò chuyện lấy một câu với nhau nữa. Không chỉ rất hồ hởi với người lạ, họ còn thường rút ruột, rút gan, rút hết bầu tâm sự nhân sinh cuộc đời thế thái, và thường câu chuyện sẽ kết thúc theo kiểu: "Này hỡi chàng trai trẻ, ta thấy trán ngươi của triều thiên cốt, hai mắt tỏa sáng, có thể là thiên thần hạ phàm. Chỉ có người mới có thể giúp ta trong công việc này." Và thế là những NPC ấy sẽ giao cho nhân vật chính nguyên một lô, một lốc luôn những công việc mà theo họ rất là quan trọng. Từ thượng vàng như giải cứu cô tiểu thư, lấy lại vật gia truyền của gia tộc, giải quyết xung đột lãnh thổ, cho đến hạ cám kiểu như dắt chó đi dạo, mua 5 cái đùi gà hay chở giúp cái xe rác ra nghĩa trang. Ok, fine, đi mua gà thì cũng được thôi, nhưng bản thân một tôi luôn thắc mắc vì sao cái đám NPC này lại có thể tin người đến mức giao một việc mà theo lời họ rất là quan trọng cho người chỉ mới nói chuyện lần đầu tiên trong đời nhỉ. Theo logic của game thì nó lại hợp lý vãi cả ra. Vì NPC phải giao nhiệm vụ cho nhân vật chính là thiên kinh địa nghĩa, nhưng nếu xét theo góc độ cuộc sống thì lại hoàn toàn phi lý. Tích trữ đầy đồ ve chai cùng những thứ bản thân không xài được. Nhân vật X chỉ là một thiếu niên nghèo khó với hai bàn tay trắng. Tuy nhiên, với cơ duyên xảo hợp trong quá trình lục lọi nhà cửa của những NPC thân thiện, X đã tìm thấy một lọ thuốc quý có công dụng cường hóa cơ thể. Và may mắn làm sao khi chẳng ai có thể dùng thuốc đó ngoại trừ X. Câu hỏi đặt ra ở đây là kẻ nào ngu ngốc tới mức lại đi dự trữ một lọ thuốc thần kỳ với tác dụng duy nhất là làm cho kẻ khác trở nên mạnh mẽ hơn ở trong nhà vậy? Tất nhiên, thế giới quan của một trò chơi điện tử là luôn phải xoay quanh nhân vật chính, thế nên điều đó là hiển nhiên và hợp lý rồi. Nhưng nếu thử dùng logic của cuộc sống để nhìn nhận thì bạn sẽ thấy nó thật là khôi hài và thậm chí quái đảng theo một nghĩa nào đó. Có những trường hợp cụ thể khiến chúng ta thật sự muốn hỏi cái NPC này giữ những thứ ve chai lạc son trong nhà đó để làm gì vậy? Điển hình như Final Fantasy 13 chẳng hạn. Đây là một thế giới mà xã hội có cái nhìn cực kỳ khắt khe lẫn định kiến đối với những tay sử dụng ma thuật. Thế nhưng khi sục sạo trong các thành thị lớn, người chơi vẫn có thể tìm thấy các vật phẩm lẫn bình thuốc phục hồi MP xuất hiện rải rác khắp nơi. Một nơi kỳ thị ma pháp, nhưng thuốc hồi mana có thể thu nhập ở khắp mọi nơi. Cái logic thật sự vô cùng thiếu nghiêm túc đó ha. Tình huống thiếu liêm sĩ này cũng gặp lại ở trong Bioshock Infinity khi mà Booker tìm thấy lọ thuốc giúp nâng cấp lá chắn trong một văn phòng ngẫu nhiên. Cái thằng ngu nào lại đặt thứ quan trọng có thể giúp kẻ thù gia tăng sức mạnh ở nơi hớ hên như vậy ta? Luôn đặt những thứ quái đảng ở những nơi cũng quái đảng không kém. Các NPC là những người có nhân sinh quan cùng khả năng vượt xa mọi giống loài văn minh mà chúng ta có thể lý giải được. Đó cũng là lý do chính giải thích hợp lý nhất cho việc tại sao cái băng nhóm này có thể tích trữ những thứ kỳ quặc ở những nơi cũng kỳ quặc không kém để nhân vật chính có thể phát hiện trong quá trình cướp phá nhà của họ. Không ai có thể giải thích vì sao những hộp đạn súng trường lại có thể ở trong bồn tắm, những bình dược liệu thần kỳ ở trong ngăn kéo bàn làm việc,
Hay kỳ lạ nhất là nguyên một trái thơm nằm trong cuốn sổ danh bạ cùng 50 công thức để chế biến nó thành thức ăn hay thuốc giúp phục hồi ma pháp. Đôi khi, một vài bối cảnh cũng giúp hợp thức hóa việc vì sao chủ nhân của nơi ấy lại có những thứ mà theo lẽ thường không nên xuất hiện, nhưng rất nhanh chóng cái logic ấy sẽ bị dập tắt bởi những vật phẩm còn hoang đường hơn. Ví dụ như bạn đang lút đồ trong một bệnh viện và rất hợp lý khi medic kit, thú tăng lực hay thậm chí là vài ống virus thử nghiệm được tìm thấy. Đó là khởi đầu của sự logic. Và như đã nói ở trên, chúng sẽ nhanh chóng bị phá nát bởi tiếp đó người ta sẽ tìm thêm được những mảnh trang bị giúp độ xe hơi hay một túi toàn gà tây đóng gói trong căn phòng kế tiếp. Còn nhớ cách mà những trang nhật ký được tìm thấy trong phần đầu hay không? Đa phần trong số chúng cũng sẽ được tìm thấy trong hoàn cảnh như vậy. Chúng ta có thể tự hỏi cách bài trí đồ đạc không theo lẽ thường như vậy liệu có ý nghĩa gì về mặt nhân sinh hay tôn giáo hay không? Nhưng biết đâu đó chỉ là sự tùy hứng của các nhà sản xuất khi họ không có ý tưởng cụ thể nào mà thôi. Sẵn sàng bán mấy thứ đồ nguy hiểm cho bất kỳ ai có tiền. Đây là thứ duy nhất trò chơi điện tử có thể cùng thế giới thật tiếp cận một cách vô hạn. Mặc dù ở trong game hay ở ngoài đời thì hành động này cũng không nên tán thành một chút nào. Các NPC trong game đã chứng tỏ họ có một trí nhớ cực kỳ tệ hại, thích vất nhật ký ở khắp mọi nơi, đặt những đồ quý giá ở những địa điểm ai cũng có thể tìm thấy. Tuy nhiên, điều chết người nhất mà những cái tay này sở hữu lại chính là sự cả tin đến khó hiểu. Họ có thể tin tưởng để giao cho người lạ làm những điều rất quan trọng và cũng với lòng tin ấy họ sẵn sàng bán bất cứ thứ gì được yêu cầu. Tin tốt là điều đó chỉ tổ gây thiệt hại cho chính bản thân của những người bán hàng. Nhưng tin xấu là phần lớn những tay thương gia đó đều là chủ cửa hàng vũ khí. Với tâm thái của những kẻ ủng hộ một thị trường hoàn toàn tự do về thương mại, họ sẵn sàng bán bất cứ vũ khí hủy diệt nào cho bất kỳ ai mà không kèm theo bất cứ yêu cầu nào về giấy phép sử dụng, đũa phép hay những thứ đại khái thế. Tất nhiên, ở ngoài đời thật, ngay cả quốc gia nào đó nổi tiếng tự do và cho phép sở hữu súng đạn cũng vẫn có những tiêu chuẩn hết sức nghiêm ngặt nếu bạn muốn mua một khẩu chó lửa. Nhưng trong thế giới game, ngay cả một tên ác quỷ vẫn có thể mua thứ đại khái như Sword of Eternal Damnation and War, miễn là hắn trả đủ tiền. Có vẻ các NPC rất thích bán những thứ vũ khí hủy diệt thế giới sở hữu đầy đủ tính năng mạnh hắc ám để biến một anh hùng thành ác quỷ, sau đó họ sẽ chờ một anh hùng khác để đến tiêu diệt tên ác quỷ đó. Thiệt là rảnh quá đi. Thứ hủy diệt thế giới nhưng thường được canh giữ thiếu nghiêm túc. Theo logic của cuộc sống, những thứ gây hại thường phải bị triệt để tiêu diệt. Nhưng theo logic của các NPC trong game, họ thích cất giữ, chôn giấu, phong ấn thứ đồ chơi nguy hiểm đó ở nơi hẻo lánh hơn là hủy diệt chúng hoàn toàn. Vấn đề của vụ cất giữ này là kiểu gì những thứ vũ khí hủy diệt đó cũng rơi vào tay của kẻ xấu. Và bạn, trong vai thằng cu li bất đắc dĩ, lại phải lên đường giải cứu thế giới, dù đáng ra bạn không phải nhận công việc chết tiệt đó nếu thứ đồ chơi ấy bị hủy diệt từ đầu. Thực tế, ngay từ đầu, các NPC mới là kẻ có nhiệm vụ trông chừng để tránh các nguy hiểm tiềm tàng phát sinh. Một số thì rất tận tụy với chức vụ, nhưng số khác lại khá là chỉnh mảng. The Happy Mask Salesman trong Legend of Zelda Majora's Mask là ví dụ hết sức cụ thể cho vụ án này khi gã đã vét chiếc mặt nạ có thể thao túng trí óc của người khác đi khắp nơi. Thoạt nhìn chiếc bao đựng mặt nạ có vẻ an toàn, chúng trông có vẻ chắc chắn như chính nơi đặt ba bức tượng có thể hủy diệt thế giới trong Final Fantasy 6 vậy. Nhưng rốt cuộc thì một tiệm McDonald's có khi còn được bảo vệ tốt hơn. Hình như không NPC nào nghĩ đến việc ba bức tượng hay chiếc mặt nạ Majora có thể bị đánh cắp và khiến cả thế giới hỗn loạn lên thì phải. Shit. This can still work. How about it? You want to take us back? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Ngoài ra, đừng quên Mọt Game sẽ luôn có video mỗi tối vào 7:30. Các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.